Kính chào quý khán thính giả đang lắng nghe chương trình Phật Pháp của Bồ Đề Phật Quốc TV. Sau đây, Minh Từ và Phật tử Quang Viên sẽ phổ biến bản tin Một ngày tu học Bát Quan Trai Giới tại Bồ Đề Phật Quốc. Kính thưa quý khán thính giả, vào mồng 8 tháng 9 âm lịch vừa qua, đúng 8 giờ 30 phút sáng, các giới tử trong chúng Bát Quan Trai tại Bồ Đề Phật Quốc đồng quỳ xuống tác bạch cầu xin Thượng Tọa Giới Sư truyền trao Bát Quan Trai Giới. Sau lời tác bạch, Thượng Tọa Giới Sư đã hoan hỷ hứa khả và lần lượt hướng dẫn các giới tử cùng sám hối, phát nguyện quy y Tam Bảo và lãnh thọ 8 giới tướng. Tiếp đó, các giới tử phát nguyện đem công đức tu tập, hồi hướng cho tất cả chúng sanh cùng thành đạo vô thượng chánh chân, may đây cùng sanh về Cực Lạc Quốc. Sau lễ thọ giới là thời khóa công phu, thường thì đại chúng lễ vàng Phật, thiền tập, tụng kinh vô lượng thọ và niệm Phật. Nhờ có công phu mà các giới tử thúc liễm thân tâm từng giờ từng phút và giữ đúng giới luật đã thọ, cho đến sáng hôm sau giới sẽ tự xả. Trong những ngày tu Bát Quan Trai, các giới tử luôn được nghe giảng kinh để tăng trưởng trí huệ. Trong lần tu vừa rồi, trước khi đi vào bài giảng, Thượng Tọa Giới Sư đã tán thán công hạnh của nhiều Phật tử vì hiểu ra được lợi ích cao đẹp của ngày tu Bát Quan Trai, nên đã khéo sắp đặt công việc cùng vân tập về đạo tràng để tu học. Còn có những Phật tử về chùa từ sáng sớm, phát tâm lau dọn vệ sinh, sắp đặt bàn ghế để đại chúng thọ thực trong khóa tu. Đây là lối sống thực hành thánh hạnh, biết tự lợi và lợi tha, rất đáng tôn trọng, thật rất đáng tán thán. Tiếp đó, Thượng Tọa đã giảng nói về bài kinh số 11 trong phẩm An Bang, kinh Tăng Nhất A Hàm. Thượng Tọa nói rằng, qua bài kinh này, chúng ta sẽ hiểu rõ nghiệp báo của từng người, hiểu rõ cộng nghiệp của một cộng đồng, của một quốc gia. Qua lăng kính của thế giới duyên sinh, tất cả đều có sự tương quan mật thiết. Thật vậy, muốn biết nhân quá khứ, hãy nhìn quả hiện tại. Muốn biết kết quả đời sau, hãy nhìn vào những gì mà ta đang gây tạo hôm nay. Bài kinh nói về người ác Đề Bà Đạt Đa muốn giết Phật để lãnh đạo tăng đoàn, nên đến chỗ vương tử Bà La Lưu Chi, tức là A Xà Thế, xúi vương tử hãy giết vua cha để đoạt ngôi, vì tuổi thọ ngày nay rất ngắn, nếu như chết đi mà không làm vua thì không đau lắm sao. Nếu mục đích thành tựu thì Đề Bà Đạt Đa sẽ làm Phật mới và vương tử Bà La Lưu Chi sẽ là vua mới, thống lãnh mọi người, vậy thì chẳng khoái lắm sao. Kính thưa quý vị, lời nói của kẻ có ác tuệ thì thật đáng sợ, bề ngoài thì dường như lời của kẻ ác rất hay, rất ngọt. Thế nhưng, thực chất bên trong là dối trá quỷ quyệt. Lời nói kẻ ác chỉ phục vụ cho chấp nhân, chấp ngã, thuận theo tham sân, bất chấp đạo lý nhân quả. Có thể nói rằng, lời của kẻ ác là những viên thuốc độc bọc đường, mà tiếc thay, phần đông chúng sinh vì bị vô minh che mờ nên khó thấy, nên mù quáng nghe theo, để rồi tạo bao nhiêu ác nghiệp. Do vậy, chúng ta mới thấy học kinh điển là điều đầu tiên và tối quan trọng cho người tu tập. Nhờ có học giáo lý Đức Phật, chúng ta mới có được chánh kiến, chánh tư duy, mới biết phân biệt chánh tà, chân ngụy. Thượng Tọa Giới Sư đã giảng thêm về nguyên nhân khiến vương tử Bà La Lưu Chi nghe lời ác xúi dục nên giam cầm và hãm hại vua cha. Đó là do kiếp trước vương tử đã bị vua cha hãm hại. Vì thế, sau khi đầu thai làm con vua, thù hận thâm sâu vẫn lưu lại trong tiềm thức. Cho đến khi có lời xúi dục thì mối thù sống dậy, dẫn đến việc giết cha đoạt ngôi. Còn vua cha là Tần Bà Sa La, do có tu tập theo chánh pháp của Phật nên thấu hiểu nhân quả nghiệp báo. Vua cha muốn chấm dứt nợ nần nên tự nguyện chấp nhận để con mình bắt giam và giết hại. Trong suốt thời gian đó, vua cha chỉ phát nguyện thọ Bát Quan Trai Giới cho đến hơi thở cuối cùng. Như vậy, học về nhân quả, chúng ta phải hiểu biết sợ hãi, phải có trách nhiệm trong từng
ý nghĩ, lời nói và hành động. Nếu chúng ta không tin nhân quả, ta sẽ sống vô ý thức, thiếu trách nhiệm, chỉ biết tham lam ích kỷ, tổn thương người khác, rồi bản thân mình lãnh chịu hậu quả xấu nhiều đời. Do nhận thức đúng về nhân quả, nên người con Phật luôn thận trọng trong mọi việc làm, lời nói và suy nghĩ của chính mình. Luật nhân quả báo ứng là nền tảng sống của muôn loài, không ai có thể tách rời luật nhân quả mà tồn tại. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta phải có cái nhìn đầy đủ và thấu triệt. Chính chúng ta mới là chủ nhân của bao điều họa phúc đang xảy ra trong hiện tại và tương lai. Nhân vào duyên mà người ác Đề Bà Đạt Đa xúi dục vương tử giết cha, Đức Phật đã dạy các tỳ kheo phải biết thọ trì chánh pháp, không nên hành phi pháp. Phật đã đưa ví dụ về một quốc gia, nếu người đứng đầu mà thi hành phi pháp, thì quan chức cũng thi hành phi pháp, nhân dân quốc độ đó cũng sẽ thi hành phi pháp, rồi binh chúng cũng thi hành phi pháp. Đó bởi vì nhân duyên sinh khởi tương quan, cái này sinh thì cái kia sinh. Thế rồi theo nhân quả, khi cả một quốc gia từ trên xuống dưới đều hành phi pháp, thì trời trăng sẽ đảo lộn, chuyển vận không đúng giờ, ngày tháng sai lệch mất hết tinh quang, tinh tú hiện ra quái dị, gió dữ nổi lên, hạt ngũ cốc không tăng trưởng, sắc thân biến đổi, tuổi thọ rút lại cực ngắn. Kính thưa quý vị, nghĩ về lời dạy này của Đức Phật, chúng ta sẽ hiểu ra cộng nghiệp của một cộng đồng, của một quốc gia, hiểu được vì sao có thiên tai, có những khổ đau tang thương ngút ngàn. Đó là do chúng sinh đang ở tại đỉnh cao của nghiệp lực. Học kinh điển của Phật, chúng ta hiểu được nguyên nhân sâu xa của vấn đề, có trí tuệ để từ đó có phương cách chuyển hướng nghiệp. Chúng ta phải có trí tuệ mới ngăn chặn được những hành động phi pháp, giúp chúng sanh ra khỏi chốn khổ sở lầm than. Phật lại dạy, nếu người đứng đầu quốc gia thi hành chánh pháp, thì quan chức cũng sẽ thi hành chánh pháp. Nhân dân trong quốc độ đó cũng thi hành chánh pháp. Thì trời trăng luôn thuận hòa, gió mưa đúng thời, tai ương không xuất hiện, các thiện thần hoan hỷ, ngũ cốc đầy dẫy, mọi người hạnh phúc, sắc thân tươi sáng, tuổi thọ lâu dài. Như vậy, nếu đem chánh pháp trị dân thì tất cả đều được an ổn. Nếu dân chúng chịu khổ thì là do những người đứng đầu xấu ác làm những việc phi pháp. Nghiệp là do chúng ta tạo ra và trở lại chi phối chính chúng ta. Xét về biệt nghiệp thì ai làm nấy chịu. Còn khi người xung quanh làm ác mà nhiều người khác cùng gánh chịu là do cộng nghiệp. Đức Phật dạy, ai đi cùng người nào là đã có nghiệp chung với người đó. Cái nghiệp chung đó có từ quá khứ, trải dài đến hiện tại và cả vị lai. Các cộng nghiệp như động đất dữ dội, kéo theo sóng thần khủng khiếp, bão lụt tàn phá không biết bao nhiêu nhà cửa và giết chết hàng trăm ngàn người cũng là do nghiệp chúng sinh gây tạo nhiều đời. Lên đến đỉnh cao thì ra kết quả. Nếu chúng ta cố gắng tu tâm dưỡng tánh, tích lũy phước đức thì cuộc sống sẽ an vui tự tại hơn. Kính thưa quý vị, tham gia một ngày tu học bát quan trai giới là chúng ta đang có một ngày thực hành hạnh xuất gia. Đức Phật dạy rằng, người phát tâm tu hạnh xuất gia trong một ngày một đêm có thể chuyển vô lượng tội, tăng trưởng vô lượng phước. Tu bát quan trai giới sẽ tích tạo rất nhiều công đức, mà theo Phật dạy, công đức ấy ngang bằng trời phạm thiên. Do lợi ích của ngày tu bát quan trai giới vô cùng to tát như vậy, cho nên hàng tháng vào các ngày âm lịch mùng 8, 14, 23 và 30, Bồ Đề Phật Quốc đều có tổ chức ngày tu bát quan trai. Tu tập bát quan trai giới trọn vẹn, hành giả gặt hái được rất nhiều lợi ích. Trước mắt, chúng ta có cơ hội thực tập xuất gia cả thân lẫn tâm trong một ngày đêm. Nhờ đó mà chúng ta nếm trải pháp vị an lạc, ly dục và giải thoát, làm nền tảng cho thánh vị A-la-hán. Do tu bát quan trai giới có thiện lợi như thế, rất mong quý vị sắp xếp công việc đến thọ bát quan trai giới dưới sự hướng dẫn của Thượng tọa Thích Huyền Châu vào lúc 8 giờ 30 phút sáng thứ Sáu ngày 30 tháng 10 năm 2020, tức là ngày 14 tháng 9 âm lịch. Tất cả các quý vị, không kể là Phật tử hay không, đều có thể tham gia tu học bát quan trai giới. Quý vị không cần ghi danh trước,
chỉ cần đến trước giờ truyền giới để ổn định đạo tràng. Muốn biết thêm chi tiết về những ngày tu học tại Bồ Đề Phật Quốc, kính mời quý vị đến 3404 Westminster Avenue, Santa Ana, California 92703. Trân trọng kính chào quý khán thính giả và kính chúc quý vị thân tâm thường an lạc.